Kính thưa quý vị, hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 4 2020, Quang Nhược một lần nữa sẽ được trở lại với quý vị với bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5 và bây giờ là những tin nổi bật nhất. Người dân Anh Quốc mong muốn lệnh phong tỏa được tiếp tục duy trì. Một vụ tấn công bằng xe hơi xảy ra tại thủ đô Paris của Pháp Quốc. Các chuyên gia dự đoán tốc độ tăng tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ sẽ chỉ còn 4%. Bác sĩ gốc Việt được bổ nhiệm chức giám đốc cơ quan y tế quận Cam để đối phó với coronavirus. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị đến với bản tin chi tiết, mở đầu là phần tin thế giới. Mở đầu phần tin thế giới là tin người dân Anh Quốc mong muốn lệnh phong tỏa được tiếp tục duy trì. Sau một thời gian phục hồi từ dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Anh Quốc Boris Johnson vào ngày thứ Hai 27 tháng 4 đã chính thức quay về với nhiệm sở. Nhiều dân sinh sống tại thủ đô London cho biết họ hy vọng những trải nghiệm cá nhân về coronavirus sẽ giúp thuyết phục Thủ tướng Anh duy trì lệnh phong tỏa và cách ly đối với xã hội vốn đang có hiệu lực ở khắp mọi nơi trên toàn cõi quốc gia. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, thì Thủ tướng Boris Johnson nói rằng vẫn còn quá sớm để dỡ bỏ hay nới lỏng các lệnh cấm, mặc dù điều này đang khiến cho nền kinh tế rơi vào cảnh suy thoái, đồng thời nâng cao tỷ lệ thất nghiệp ở người dân. Nếu như không được giải quyết đúng theo trình tự, thì đại dịch COVID-19 thứ hai có thể sẽ nổ ra. Hàng triệu người dân Anh Quốc trong ngày thứ ba cũng đã xuống đường biểu tình lên án tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế. Sau khi có một vài y tá qua đời trong lúc chăm sóc cho các bệnh nhân lây nhiễm COVID-19. Và tính đến nay thì ở tại Anh đã có 21.092 người chết vì coronavirus, bao gồm 98 người làm việc trong ngành y. Và quay sang một bản tin khác là tin một vụ tấn công bằng xe hơi xảy ra tại thủ đô của Paris, Pháp Quốc. Kính thưa quý vị, một chiếc xe hơi vào ngày thứ Hai 27 tháng 4 đã lao sầm vào hai chiếc xe tuần tra của cảnh sát tại thủ đô Paris của Pháp Quốc, khiến cho một nhân viên công lực bị thương nặng, buộc các bác sĩ phải để cho người này rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đây là một vụ tấn công có chủ đích. Thủ phạm đồng thời được xác nhận là một người đàn ông 30 tuổi thuộc tầng lớp lao động, đến từ khu dân cư từng xảy ra bạo loạn cách đây khoảng một tuần. Và vụ việc đang được phía cơ quan chống khủng bố Pháp điều tra. Hung khí sử dụng trong vụ này là một chiếc xe hơi màu đen mang nhãn hiệu BMW. Động cơ của vụ tấn công đến nay vẫn là ẩn số. Bộ trưởng Nội vụ Pháp vào cùng ngày đã tri ân những nhân viên y tế và cảnh sát ngay vào thời điểm mọi người đang rất bận rộn đối phó với đại dịch gây suy hô hấp COVID-19. Và một bản tin tiếp theo cho biết biểu tình phản đối tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế tại Peru. Kính thưa quý vị, có hàng trăm nhân viên làm việc tại các bệnh viện ở Peru vào ngày thứ Hai 27 tháng 4 đã cùng nhau xuống đường biểu tình để lên án tình trạng thiếu hụt y tế. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành ở khắp mọi nơi trên toàn cầu, đặc biệt là ở khu vực châu Mỹ Latin. Những hình ảnh do đài truyền hình địa phương cung cấp đã cho thấy cảnh tượng người dân cầm theo biểu ngữ tuần hành trên đường phố, mang nội dung kêu gọi chính quyền đẩy nhanh tiến trình xét nghiệm coronavirus, vì không ai trong số này muốn chết sớm vì dịch bệnh gây suy hô hấp nêu trên. Và nhằm để kiểm soát sự lây lan của đại dịch COVID-19, nên vào đầu tuần trước thì phía chính phủ Peru đã tuyên bố kéo dài lệnh phong tỏa và cách ly với xã hội sang ngày thứ năm vào thứ năm sắp tới, càng khiến cho nền kinh tế chìm đắm trong trạng thái suy thoái tồi tệ nhất từ trước đến nay. Vào ngày 6 tháng 3 ở tại Peru, chỉ có một người lây nhiễm, nhưng chỉ hơn một tháng thì tỷ lệ nhiễm bệnh đã chạm ngưỡng 20.914 người, trong đó bao gồm 782 trường hợp tử vong. Chiến dịch truy bắt tội phạm đang được tiến hành ở tại El Salvador trong đại dịch COVID-19. Tổng thống El Salvador Nayib Bukele vào thứ Hai 27 tháng 4 đã cho phép các cảnh sát viên và binh sĩ sử dụng vũ lực để tiêu diệt các thành viên băng đảng đang nhẫn nhơ ở ngoài xã hội,
ngay vào thời điểm tỷ lệ tội ác đang ngày một gia tăng trong cộng đồng. Giữa đại dịch gây suy hô hấp COVID-19 và chỉ trong ngày thứ Sáu 24 tháng 4, El Salvador đã ghi nhận được 24 vụ mưu sát. Con số này được cho là tồi tệ nhất kể từ khi Tổng thống Bukele lên nắm quyền hồi tháng 6 năm ngoái, buộc ông phải ban hành lệnh phong tỏa bên trong các nhà tù đang giam giữ thành viên băng đảng trên toàn cõi quốc gia. Sang đến chiều Chủ nhật ngày 26 tháng 4, đã có thêm 29 người bị mưu sát. Trong bối cảnh các nhân viên công lực đang bận đẩy lùi coronavirus, nhiều biện pháp đã được chính quyền áp dụng để cắt đứt đường dây liên lạc giữa các thành viên băng đảng. Hiện có đến 12.862 tội phạm băng đảng đang phải ngồi tù ở El Salvador. Và quay sang một bản tin khác là tình trại nhập cư trên đảo Samos của Hy Lạp phát hỏa thiêu cháy nhiều túp lều. Một trận hỏa hoạn lớn đã xảy ra bên trong trại nhập cư đông người sinh sống trên đảo Samos của Hy Lạp vào cuối ngày Chủ nhật 26 tháng 4, đã thiêu rụi các trung tâm tạm trú và liều trại. Nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo chi tiết về số người bị thương vong. Một đoạn video do đài truyền hình địa phương cung cấp đã cho thấy cảnh tượng nhiều đám khói đen đang bốc cao lên bầu trời. Bên dưới mặt đất nằm ngổn ngang những đống đổ nát, đã khiến cho nhiều người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất và phải cần tới sự giúp đỡ của các tổ chức thiện nguyện như Bác sĩ Không Biên Giới, Medicine Sans Frontières. Sau đó khoảng một ngày thì tại đây đã nổ ra những màn đụng độ bạo lực giữa người nhập cư và phía cảnh sát. Trong bối cảnh chính phủ đang tiến hành di dời di dân lậu sang đất liền để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch gây suy hô hấp COVID-19. Trại tị nạn trên đảo Samos hiện đang bảo bọc hơn 7.000 người nhập cư bất hợp pháp, tức cao hơn sức chứa cho phép đến 10 lần. Kính thưa quý vị, và quay trở về khu vực châu Á, một bản tin cho biết Nam Hàn cho biết là Kim Jong-un có thể đang né tránh đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Nam Hàn chuyên đảm trách các vấn đề liên quan tới Bắc Hàn vào ngày thứ Ba 28 tháng 4 cho biết, nguyên nhân khiến cho Chủ tịch Bình Nhưỡng Kim Jong-un không tới tham dự quốc lễ vào ngày 15 tháng 4 có thể là vì những lo ngại xoay quanh đại dịch COVID-19, chứ không phải vì bản thân đang gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe sau ca giải phẫu tim mạch giống như những lời đồn đoán hiện nay. Thông thường, các sự kiện mừng lễ quan trọng như sinh nhật hay ngày giỗ của nhà lập quốc thường được giới lãnh đạo Bắc Hàn xem trọng. Do đó, việc Kim Jong-un vắng mặt trong ngày sinh nhật của ông nội, tức cố chủ tịch Bắc Hàn Kim Il-sung, đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Và tính đến nay, Bắc Hàn vẫn chưa ghi nhận được bất kỳ trường hợp lây nhiễm nào liên quan tới coronavirus kể từ giữa tháng 1. Kim Jong-un từng vắng mặt trước công chúng đến 2 lần. Thói quen ăn uống vô độ cũng khiến cho chủ tịch Bắc Hàn gặp nhiều vấn đề liên quan tới sức khỏe suốt thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần tin thế giới. Xin quý vị tiếp tục giữ băng tần 14.5 của đài CBN. Chúng tôi sẽ trở lại sau những thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài với phần tin Hoa Kỳ.